Gửi tiết kiệm 500 triệu, lãi suất 9,6% một năm, thời hạn gửi 5 năm. Có phải bạn sẽ tính lãi theo cách này bằng số tiền gửi nhân với lãi suất nhân với thời hạn gửi sẽ ra 240 triệu tiền lãi, và bạn sẽ cộng tiền lãi cộng với tiền gửi ban đầu để ra số tiền lãi nhập gốc là 740 triệu. Cách này là tính lãi đơn. Bạn tính đúng theo hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Bạn đặt công thức như sau: bằng trừ FV mở ngoặc, lãi suất là OC4 tức là 9,6% chấm phẩy. Tiếp theo là thời hạn gửi tức là OC5 chấm phẩy. Tiếp theo là khoản thanh toán mỗi kỳ, bởi vì bạn sẽ lấy lãi vào cuối kỳ nên số này sẽ là 0 chấm phẩy. Và tiếp theo PV tức là số tiền gửi, bạn chọn OC3. Đóng ngoặc, Enter. Và đây chính là số tiền gốc và lãi bạn sẽ nhận được sau 5 năm nhé. Bạn đừng quên đặt ngay cuốn sách này để thành thạo Excel và giải quyết công việc của bạn nhanh hơn nhé.